Đừng làm mà quay qua chỗ khác. Tôi thích mọi thứ nó trơn tru và sạch sẽ như thế này. Nó cũng quay đó nghe. Chịu khó chứ em, đừng có cử động cái miệng nhiều quá thì cãi xong nhớ đưa lại cho xe cho khách cái hơn nha. Nghĩ rồi là nên quay lại cái 104, nó có tệ quá không? Cái 104 nó có tệ quá không?
như cái này thì được hả? Nó có lắc lắc xíu mà sao sao. Còn mấy phút nữa. Không, bây giờ em quay tới luôn á. Kìa.